có một không gian huyền thoại vẫn len lỏi tồn tại mỗi khi mùa nước nổi tràn về. Đó chính là những cánh đồng lúa trời, hay còn gọi là lúa ma. Cái dạng lúa có đuôi, nói khi nó chín rồi đàng hoàng là gió rong là nó rụng. Vì vậy là nó là vào tháng 4 âm lịch là có mưa xuống đó, là rớt xuống là cái hột nó nảy mầm lên. Nước lũ cao đến đâu, lúa ma cao dần theo đến đó. Khi chín, thường chỉ chín vài hạt. Hễ gặp ánh nắng mặt trời là rụng. Lúa ma này thì phải đi sớm. Nếu mà bữa nào mà có giông mưa nhiều thì lúa ma nó sẽ rụng hết. Bởi vì nó rất là nhạy. Để thu hoạch, phải có hai người trèo xuồng. Một người cầm sào trống, còn người kia điều khiển cần đạp nhịp nhàng, làm bông lúa chín rơi xuống khoang thuyền. Khi đạp đó là trúng vô cái cần gỗ, cái lúa này như thế, cho nên ảnh mới dập cái cần gỗ này. Thì từ do đó càng ngày càng chín nhiều. Ví dụ như ngày nay là chín hai hộp, ngày mơ đập dập cổ rồi có thể là nó chín tới 4 đầu hộp. Đi thu hoạch nó thì phải nói vất vả lắm. Thức khuya dậy sớm rồi đi đập nó là chống nặng lắm. Có khi chống về là tay chân không còn biết gì chân luôn á. Hồi năm 66 thì năm nước lớn đó, chung quy là dân khổ lắm. Nước lớn thì lúa mùa chết hết, chỉ còn cái lúa ma sống mà thôi. Thì bà con nông dân trong xã này thì sống về cái lúa ma này rất là nhiều. Đồng bằng sông Cửu Long mình chỉ có Đồng Tháp mà có cái lúa ma này, có nhiều ông già cả trăm tuổi đó. Ngồi lợi tôi cũng ước mơ sao bây giờ có hột lúa ma này mà nấu cơm ăn. Mà bây giờ thì nó hiếm quá. Bởi vậy đó là tính nhiên chi để giữ cây lúa ma, giữ cây con mồm, giữ cây này cả nọ. Sao đời con cháu mình sinh ra mới biết ở đây, đưa vô đây là tao nhỏ tôi cái cây này gỗ lúa ma nè con. Lúa ma biểu tượng cho tinh thần và sức sống mãnh liệt, nhưng chính những người con miền sông nước luôn biết cách thích nghi và vươn lên trong những hoàn cảnh khắc nghiệt khó khăn. Lúa trời, cây lúa kỳ lạ, không ai trồng, chẳng ai gieo, cũng không người chăm sóc. Ấy thế nhưng vẫn cứ xanh tốt và cao lớn dần theo từng con nước mùa lũ. Nuôi sống biết bao thế hệ con người từ thuở khai hoang, lập địa, là mắt xích quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái. Sự hiện diện của lúa trời không chỉ đơn thuần là một phần ký ức về những ngày tháng lam lũ nhọc nhằn, là minh chứng cho một sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Và hơn hết, nó còn là một lời nhắc nhở về một thái độ sống an hòa, tôn trọng, nương tựa và biết ơn đối với tạo hóa. Thuận tự nhiên từ lâu đã là thứ chất lý sinh tồn của những người con miền đồng bằng sông nước Cửu Long. Con sông này rất là hiền hòa mà mình gắn liền với nó. Nó bồi cái khúc mà ở giáp với cái Cù Lao này, ở đây là cái xã đảo. Nhưng mà ở đây là thêm một cái ấp đảo nữa, cái ấp đặc thù là gọi là ấp. Thì không tính theo lịch nông vụ thông thường mà được tính theo vị của những con nước. Có hai mùa mặn và ngọt.
Trong cuộc chiến chạy đua về năng suất và sản lượng, Cồn Chim giống như một thế giới biệt lập, bởi những người nông dân ở đây kiên quyết giữ lối canh tác truyền thống Thuận Tiên để hướng tới sự phát triển bền vững. Đó là cội nguồn để họ có thể giữ được sự trong lành và nguyên vẹn cho mảnh đất này trước mọi tác động của biến đổi khí hậu cũng như sự can thiệp thô bạo. Ứng xử với tự nhiên được đề ra như lời cam kết nghiêm túc và lâu dài mà những người nông dân ở đây đã và đang thực hiện. Bởi vì vừa rồi ở đây nó có cái tổ tuần tra của cái đồng quản lý của dòng sông ngập con chim này nè, là thành ra không có cho ban đêm để săn bắt chim, chim nó về đấy trụ nhiều từ vào cái khoảng. Mình khai thác theo mùa. Rồi phải khai thác là cái mức lưới, cái cỡ lưới á, là phải 1/8 trở lên chứ không có khai thác cái lưới dày. Mình giữ để mà mình khai thác tới đời mình rồi đời con cháu mình nữa. Thì mình thấy nó có ý nghĩa chứ. Một vụ mùa mới lại đến với những cư dân Cồn Chim. Những bông lúa có thể không năng suất, không nặng hạt, thế nhưng mang trong đó sự an lành của cả một hệ sinh thái, lòng kiên định của cả một cộng đồng, là minh chứng cho lời thề thủy chung son sắc về một lẽ sống thuận hòa được gìn giữ và tiếp nối qua biết bao thế hệ với dòng sông con nước và đất mẹ quê hương. Nếu coi cây lúa là sứ giả của mỗi miền đất, thì ở đó chúng ta sẽ tìm thấy những bài học về văn hóa, lịch sử và cả những khát vọng của những người đã ươm trồng ra chúng. 30 năm là một khoảng thời gian không hề ngắn để hạt gạo Việt Nam thực hiện hành trình vươn ra thế giới. Và cũng chừng ý thời gian để một nhà khoa học có thể hiện thực hóa được giấc mơ đem thương hiệu gạo của Việt Nam đến với những vị trí vinh danh cao quý. Gạo ngon nhất thế giới, ST25, đó là những cụm từ khiến truyền thông trong nước và quốc tế không khỏi xôn xao trong thời gian vừa qua. Đây là cái niềm tự hào, phải nói, của người Việt Nam. Cả một cái công trình của rất nhiều người. Sinh ra và lớn lên ở miền đất phì nhiêu màu mỡ với nhiều loại gạo đặc sản thơm ngon. Trong tâm thức của người kỹ sư Hồ Quang Cua luôn trăn trở làm thế nào để hiện thực hóa ước mơ từ ăn no tới ăn ngon cho thói quen của người dân, mà bắt nguồn đầu tiên là từ hạt gạo. Nghiên cứu cái giống này để phục vụ dân sinh, đó là kết tinh lại của một cái vùng đất khi xưa đã có rồi, thì bây giờ chúng ta phục hồi nó lại. Những hạt gạo trắng tinh, thon dài, dẻo và có mùi thơm dứa được sinh thành từ những khát vọng nối tiếp truyền thống của một miền quê trù phú, từ mong muốn chinh phục những thử thách, tìm lại vị thế xứng đáng cho gạo Việt. Nhưng có lẽ điều ý nghĩa hơn cả đối với nhà khoa học tuổi đã xế chiều này, đó chính là sức sống và sự thích nghi của những cây lúa thơm trong bối cảnh biến thiên khó lường của khí hậu, sẽ phần nào làm vơi bớt đi sự nhọc nhằn của người nông dân trên những vùng đất phèn, đất mặn. Đừng đòi hỏi cái đồng ruộng nó trả lại cho mình nhiều quá. Cũng đừng có bắt đầu tư nhiều quá để cho đất nó mệt. Phân bón quá chất nhiều thì cây đất nó mệt, vi sinh vật nó bị mất đi, cái độ phì nó giảm đi. Thì như vậy thì cái đó là không thuận thiên. Đất phương Nam mỡ màu trù phú, người phương Nam anh dũng kiên cường, tình người tình đất thân thương, quyện vào hơi thở đất rừng phương Nam. Những dấu chân của những con người ngàn xưa đi mở cõi, những hy sinh thầm lặng để biến một mảnh đất
vốn từng được coi là nơi rừng thiêng nước độc, trở thành chốn trù phú phì nhiêu. Đất trời không phụ lòng người, tình người và tình đất hòa quyện để tạo nên một nhịp điệu an nhiên, phóng khoáng. Một bài ca đẹp về sự thuận hòa, nương tựa giữa con người và tạo hóa trên hành trình lịch sử đầy tự hào của giải đất phù sa.